sau mình mẹ nó cất chai bàn một lít cho mẹ nó vừa ổn ôi này lươn mà lánh nướng vội con tiêu mà lánh sao thì đây kì con tôm này lâu đã thọt mà đã qua dòng mà chết đó chấp biển rồi là đôi này là cái thứ ba chưa rồi nữa. Mm-hmm.